Khôi rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị trên kênh Khôi kể chuyện. Ngay sau đây, Khôi xin gửi đến cả nhà mình một bộ truyện của tác giả Sư An. Bộ truyện được mang tên Trọn tình vạn nghĩa. Khôi sẽ làm bộ truyện này trong vòng 2 tập. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với tập 1. Mình ơi mình! Vĩnh Thái từ bậc tam cấp bước lên đã lớn tiếng gọi. Một bóng phụ nữ chừng 20 tuổi từ trong nhanh nhậu bước ra cười tươi như nắng bình minh rực rỡ. Mình về rồi. Ừ, tôi nhớ em muốn chết luôn á. Vĩnh Thái kéo vợ lại, ôm hôn lên má cô đầy thắm thiết, cho thỏa nỗi nhớ mong. Cử chỉ cậu âu yếm, ánh mắt chứa chan như biển tình lai láng. Vợ chồng son xa nhau mới có mấy ngày mà cậu ngỡ như cả thế kỷ. Vĩnh Thái càng nhìn vợ lại càng thơ thới trong lòng. Ngoài Tịnh Hân ra, dường như cậu không vừa mắt bất kỳ cô gái nào. Người con gái này khó khăn lắm cậu mới cưới được. Suốt 2 năm trời dài đằng đẵng tranh đấu, cuối cùng cha cậu, ông hội đồng Bạch cũng phải chịu thỏa hiệp với cậu. Ấy là cặp vợ chồng trẻ Vĩnh Thái và Tịnh Hân. Vĩnh Thái là con trai lớn nhà ông hội đồng Bạch Vĩnh Quyền. Năm nay cậu 24 tuổi mới thành vợ chồng với cô Tịnh Hân, là con gái của thầy thuốc Tiều dòng họ Trạch ở làng Tân An. Đám cưới hồi trước Tết lên đình khắp làng trên xóm dưới, ai cũng phải mắt tròn mắt dẹt mà suýt xoa ngưỡng mộ. Cô dâu trẻ xinh đẹp sánh đôi cùng chú rể sáng láng tự tin, được ví như câu trai anh hùng gái thuyền quyên. Cuộc hôn sự đẹp như trong mơ khiến bao nhiêu cô gái vạn dặm xung quanh đó nhìn mà ao ước. Ấy vậy mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu hết người trong kẹt. Ông hội đồng Bạch vốn không ưng cô con dâu này vì chê nhà thầy thuốc Tiều không xứng xuôi. Mình thay đồ rửa mặt cho mát rồi ăn cơm. Tịnh Hân nói với chồng bằng chất giọng đầm ấm, không giấu sự yêu thương. Cô cao dong dỏng, dáng người đầy đặn, có da thịt lại trắng hồng. Nếu theo quan niệm xưa cũ, người con gái đẹp là phải có tóc dài thước tha, ăn mặc giản dị, nói năng nhỏ nhẹ, có lòng lương thiện. Vì thiện lương là một loại mỹ đức giúp con người loại bỏ những thiếu sót trong tâm hồn. Nó chính là khởi nguồn của tình yêu thương ấm áp trong mỗi con người, cũng là yếu tố đầu tiên để đánh giá một người phụ nữ. Chỉ có bản tính thiện lương mới làm nên một cô gái đẹp, mới là sự lôi cuốn đặc biệt từ bên trong của người phụ nữ. Thực tế, từ yếu điệu thường được dùng để chỉ người phụ nữ thùy mị nết na, có khí chất tao nhã, tính cách dịu dàng điềm đạm. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu trong ghi chép của kinh thi cũng là chỉ người phụ nữ dịu dàng lương thiện, xứng đôi với quân tử. Vậy nên yểu điệu thục nữ là một tiêu chuẩn đối với thê tử của các quan nhân trong thời xưa. Nhưng thước đo lớn nhất của người phụ nữ ở chính sự thông minh khéo léo. Không nhất thiết phải quá mạnh mẽ tài giỏi, nhưng sự thông minh thể hiện cái đẹp của con người. Xét trên một phương diện toàn diện thì con gái có văn hóa, có trình độ học vấn là tiêu chuẩn không thể thiếu của một người con gái. Ấy là đẹp từ bên ngoài lẫn bên trong. Tịnh Hân dường như đều hội tụ hết những phẩm chất ấy. Cô xinh đẹp, hiền thục đoan trang, lại có nghề bắt mạch trị bệnh cha truyền con nối, có tài khí và luôn sống hòa đồng với mọi người. Phải nói là một cô gái bách niên nan ngộ, trăm năm khó gặp. Vĩnh Thái vừa gặp đã si mê ngay từ cái nhìn đầu tiên. Phải nói đúng hơn thì hai người dường như cũng có cái duyên nợ vợ chồng. Đối với Tịnh Hân, Vĩnh Thái không chỉ có tình mà còn có cả cái nghĩa. Cái tình đã lớn, cái nghĩa còn trọng hơn gấp bội phần. Giống như định mệnh đã sắp đặt, trong một lần đi công việc từ Sài Gòn về đến Mỹ Tho, chiếc xe hơi lô ca song màu đen bóng loáng của cậu mới mua đang chạy bon bon trên lộ dây thép thì một con bò của ai đó bất ngờ băng ra khiến cậu phải né gấp, lạc bánh lái lao thẳng xuống ruộng. Vĩnh Thái thắng gấp xe quay một vòng rồi nằm lật ngửa bốn bánh chỏng lên trời, nửa thân trước của xe dưới ruộng, nửa thân sau vẫn còn trên mé lộ. Cậu cũng bị thương, đầu đập vào tay cầm, máu chảy ướt cả mặt.
mắc kẹt trong xe. Tiến thoái lưỡng nan, muốn ra cũng không được. Mấy người đi ruộng gần đó thấy tai nạn thì xuống lại mở cửa xe phụ kéo người bị nạn ra. Vĩnh Thái được đặt nằm trên mé lộ, máu me dính bết cả bộ đồ tay trắng. Trời ơi, đầu đập máu chảy ghê quá. Phen này không biết sống nổi không nữa, cái đầu xe bể nát rồi. Ai, kiên đâm mới chảy máu vậy, nguy hiểm thiệt. Mấy tiếng xì xầm bàn tán xôn xao, Vĩnh Thái nheo mắt vì nắng chói. Vết thương không có dấu hiệu ngừng chảy máu, cậu cũng bắt đầu hoa mắt vì mất máu. Mấy người tá điền đứng vây quanh, nhưng không ai dám đưa cậu đi nhà thương hết. Phải đợi Hương quản giới lính lại lập cớ tai nạn rồi mới được đưa đi. Thấy cậu nọ ăn mặc sang trọng lại đi xe hơi thì người ta lại càng không dám lại gần, lỡ bắt bớ tội vã thì khổ. Vĩnh Thái cảm thấy ong ong hai bên tai. Những tiếng ồn ào khiến cậu cảm thấy mệt mỏi thân thể, nóng bức vô cùng. Bên chân trái bị cấn lúc xe lao xuống ruộng nên bây giờ đau nhức dữ dội, không chừng có thể bị gãy xương mất rồi. Một người con gái tay xách rương đồ nhỏ lách đám đông nhìn qua Vĩnh Thái đang nằm rồi hỏi: sao không đưa đi nhà thương, để máu chảy nhiều quá? Ai mà dám đưa, lính bắt bớ chết, phải đợi Hương quản lại đưa đi mới đặng. Cha chả, luật lệ gì á, kỳ quá, chết người ta còn gì. Cô nọ sốt sắng đi lại ngồi sụp xuống bên cạnh Vĩnh Thái. Nhìn thanh niên chừng 23 tuổi, bộ tướng hùng vĩ, diện mạo khôi ngô lắm. Ở trán bị lõm một chỗ chừng đầu ngón tay cái, máu chảy đỏ âu ướt cả sơ mi trắng. Mọi người đứng xung quanh cũng trầm trồ khi cô nọ lại lấy trong rương đồ ra một hộp gỗ có máy ngăn đựng thuốc bột. Sau khi rác nửa lọ thuốc bột màu vàng nhạt lên miệng vết thương, rồi lấy khăn tay của mình trong rương ra quấn quanh đầu để cầm máu đỡ. Nếu không, e chắc người nọ sẽ chết vì mất máu. Cô lại lấy một cái khăn vải trắng khác, từ từ lau máu ở hai bên thái dương với dưới mặt cho người bị thương. Cẩn thận xem xét trên người cậu còn vết thương nào nữa hay không. Vĩnh Thái nhăn mặt khi vết thương tiếp xúc với thứ bột, nhưng sau đó lại cảm thấy cơn đau từ trán đã dịu xuống hẳn. Cậu đưa tay quệt vết máu trên mi mắt, cố mở mắt nhìn người đã và đang cứu mình. Chỉ thấy lờ mờ là một gương mặt thiếu nữ ửng hồng vì nắng nóng. Mồ hôi nhiễu xuống trên vầng trán, đôi mắt trong gần to tròn, khoảng cách giữa hai người rất gần. Cậu hít hà cái hương thơm thảo mộc nhàn nhạt từ cơ thể người thiếu nữ khiến cậu dễ chịu hơn hẳn. Ít nhất là bản thân đã cảm thấy an tâm hơn. Nè, cô rắc cái gì lên vậy? Làm bậy bạ, người ta chết đó đà. Một người đứng gần đó tò mò hỏi. Cô nọ quay lại đáp: là bột tam thất, có thể cầm máu giảm đau cho người bệnh. Mà Hương quản đã đến chưa? Hay là đưa đi cứu trước đi, mạng người quan trọng hơn mà. Vừa hay, lúc đó Hương quản đã dẫn theo hai tên lính đến. Do Hương quản có quen biết với ông hội đồng Bạch nên vừa nhìn đã nhận ra cậu ngay. Nhanh chóng lập giấy tờ rồi cho người khiêng Vĩnh Thái đi nhà thương cấp cứu. Người cứu nạn ấy chính là Tịnh Hân. Cô thấy chàng thanh niên bị nạn được đưa đi cấp cứu thì cũng lén khỏi đám đông, xách trương đồ tiếp tục lên phà về nhà mình ở bên kia sông. Ông hội đồng Bạch hay tin con trai bị nạn thì lật đật đến. Vĩnh Thái nằm nhà thương hai đêm liền. Hương quản mua cam đến thăm hỏi. Nói chuyện dông dài một hồi, Vĩnh Thái mới hỏi cô gái hôm nọ đã cứu mình: chú Hương quản có biết cái cô gái đã cầm máu giúp tôi hôm đó không? Hương quản như sực nhớ mới tươi cười sang sảng đáp: nhắc mới nhớ, cậu hai cũng phước lớn mạng lớn lắm mới gặp được cô nọ đúng lúc như vậy. Nếu không chắc mất máu chết mất tiêu rồi. Ông hội đồng nhíu mày hỏi: mà cô nọ là con cái nhà ai vậy? Ông cũng muốn tìm hiểu để đền ơn cho người ta đã cứu con trai mình. Cô là con của thầy thuốc Tiều. Cha con họ mở một y quán nhỏ ở gần đò Tân An, xem mạch bắt bệnh cho dân làng hai bên sông. Mà tốt tánh lắm nha. Hễ ai mà nghèo thì xem bệnh miễn phí, lại cho thuốc uống mà không có lấy bạc chi hết. Vĩnh Thái gật gù mỉm cười khi nghĩ đến gương mặt cô nọ. Là con nhà nội, thảo nào có sẵn hộp thuốc. Mà cổ tên gì vậy, chú có biết không? Hương quản lắc đầu.
Tôi không có hỏi, mà cậu muốn thì đến Đò Tân An hỏi nhà thầy Tiều là người ta chỉ cho chứ gì. Sau lần hội ngộ ấy, Vĩnh Thái như trồng cây si cô gái trẻ kia. Cậu quyết tâm theo đuổi và cưới cho bằng được cô nọ. Tịnh Hân cũng có tình ý với người trai này. Đôi trẻ tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Mặc dù thầy Tiều và hội đồng bạch không ưa nhau cho lắm, thầy thuốc Tiều cả đời liêm khiết, chẳng màng lợi lộc, chỉ một lòng cứu người giúp đời. Còn ông hội đồng bạch dường như hoàn toàn trái ngược. Đời ông làm đến chức hội đồng cũng trải qua không biết bao nhiêu chuyện xấu xa. Thiện ác phân tranh, trắng đen rạch ròi. Bởi vậy cực khổ lắm, Vĩnh Thái mới ôm được mỹ nhân. Cái tình của Vĩnh Thái đối với Tịnh Hân cứng như đá, chí cậu vẫn như thép. Từ nhỏ đến lớn, chuyện gì cậu cũng thuận theo ý cha. Riêng chuyện này, cậu kiên quyết cãi lại, thề rằng không cưới được Tịnh Hân. Cậu quyết đâm đầu vào cột chết để trả mạng cho cô, chứ không thèm sống nữa. Cuối cùng, ông hội đồng bạch cũng phải chịu thua, nhờ mai mối cưới Tịnh Hân cho cậu. Bây giờ, khi đã ôm cô trong lòng, cậu miên man nghĩ lại vẫn còn chưa tin. Nếu không có em cứu, chắc tôi không còn sống đến bây giờ. Tịnh Hân khẽ mỉm cười, nhéo mũi chồng mà nói. Chuyện qua lâu rồi mà mình cứ nhắc hoài. Nhắc để nhớ, để yêu thương em nhiều hơn. Em là thầy thuốc, cứu người là chuyện thiên kinh địa nghĩa thôi. Cho dù là người khác cũng sẽ làm như vậy mà. Vĩnh Thái vuốt sợi tóc mai của vợ, rồi dùi mặt vào cổ cô, hít hà cái hương thơm thảo mộc nhàn nhạt quen thuộc, khiến cậu mê đắm. Âu yếm nói, dù gì cũng cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời của tôi. Thấy vợ không trả lời, Vĩnh Thái mới ngẩng mặt lên nhìn. Sao dạo rày tôi thấy em thẫn thờ hoài vậy? Cô nhìn cậu, ánh mắt rõ là có điều muốn nói, nhưng lại cứ ngập ngừng. Thấy vậy, Vĩnh Thái mới nắm tay cô, hỏi bằng điệu bộ đầy ân cần. Mình đã là vợ chồng rồi, em muốn gì phải chia sẻ với tôi mới biết mà thành toàn cho em chứ. Tịnh Hân nghĩ một lúc rồi mới nói. Từ nhỏ em đã theo cha học xem mạch bốc thuốc, em cũng thích cái việc ấy, nó như thấm nhuần vào trong cốt tủy của em rồi. Giờ ở không, em thấy phụ lòng cha dạy dỗ, cũng cảm thấy uổng phí công ngần ấy năm học hành lắm. Vậy chứ em muốn sao? Tịnh Hân mỉm cười, ánh mắt không giấu nổi khát khao. Em muốn xin mình cho em mở một nhà thuốc nhỏ ở chợ để xem bệnh cho người ta. Vĩnh Thái nhíu mày, cậu nói. Em mở hiệu thuốc, rồi ai trông coi việc nhà? Việc nhà chẳng phải từ trước đến nay vẫn có dì Tám lo liệu sao? Vĩnh Thái nghe nhắc đến dì Tám thì cậu có vẻ khó chịu trong lòng. Bả là người ăn kẻ ở, lấy quyền gì mà trong coi nhà cửa này? Tương lai đều để lại cho vợ chồng mình, tôi muốn để cho em quản lý hết. Mình đừng có nói vậy mà. Dù gì đi nữa, dì Tám cũng mang ở dây cha có hai ba mặt con, không gọi được một tiếng mẹ thì cũng nên gọi dì cho tử tế chứ. Vĩnh Thái không muốn tiếp tục nói về dì Tám nên nói lãng đi. Chưa kể em bận rộn cực khổ, tôi xót lắm. Với lại nhà mình giàu có không thiếu bạc, cần chi em phải cực lòng như vậy chứ. Tịnh Hân cười sáng lạng. Em xem cho con nhà nghèo làm vui thôi, chứ cần bạc tiền chi. Với lại để em tiếp tục theo nghề mà cha ông em để lại. Mình nói với cha một tiếng giúp em đi. Vĩnh Thái nghe vậy thì mới giãn cơ mặt. Cậu muốn chiều ý vợ nên nói. Ừ, để tôi nói thử. Mà nếu có được á thì mở ở tại nhà đây, chứ tôi không cho em ra chợ đâu. Đi đi lại lại nắng nôi, cực thân lắm. Mình tính vậy cũng được, em cảm ơn mình. Tịnh Hân cười tươi tắn, nét mặt không giấu được sự vui mừng. Vĩnh Thái thấy vậy cũng vui theo. Cậu chỉ ngón tay lên má, nũng nịu. Em thưởng cho tôi đi. Tịnh Hân nhìn một vòng quanh nhà lớn, xác định không có ai, mới dám cúi mặt, hôn lên má chồng một cái. Trong lúc Vĩnh Thái đi tắm, thì Tịnh Hân đã xuống bếp cho dọn cơm,
để mời cha chồng lên ăn. Ông Hội Đồng Bạch năm nay 49, sắp bước qua tuổi 50. Bộ tướng cao gầy, gương mặt lúc nào cũng nghiêm nghị khó gần, y hệt như tánh khí của ông vậy. Tịnh Hân khẽ gọi dì Tám. Dì hâm đồ ăn, chuẩn bị dọn cơm nha. Cô vừa nói, vừa đi lại cái gạt mang rê, lấy chén đũa mang lên bàn. Dì Tám thấy vậy, vội đi lại ngăn cản, điệu bộ e dè sợ hãi. Kìa mợ, mợ để đó tôi làm được rồi. Ông với cậu mà thấy thì rầy tôi chết. Tịnh Hân mỉm cười, tay vẫn tiếp tục làm. Mấy chuyện giặt này á, dì cứ để tôi làm phụ cho, không có sao đâu mà sợ. Tôi sợ lắm, mợ thương tôi á, thì để tôi làm hết cho. Nghe dì Tám nói như vậy, Tịnh Hân mới chịu dừng tay. Về làm dâu được mấy tháng, lại thông qua Vĩnh Thái, cô biết được dì Tám ban ngày là người ở, nhưng ban đêm lại sắm vai như một người vợ, hầu hạ ông Hội Đồng Bạch chuyện chăn gối. Từ lúc bà Hội Đồng chưa mất, đã oan nghiệt như vậy rồi. Số gì khổ, mới 35 mà đã có hai mặt con, một trai một gái. Đứa 10 tuổi, đứa 14 tuổi. Không nói, nhưng trong nhà đều biết, hai đứa nhỏ là máu mủ của ai. Tịnh Hân thiện lương, đồng cảm với số phận bạc bẽo của dì Tám. Phận đàn bà bị người ta lăn nhục đã đành, sống ngần ấy năm mà chẳng có nổi một danh phận. Ngày qua ngày cứ cúi mặt khom lưng làm việc hầu hạ chủ nhân, sống mãi trong bóng tối như vậy. Hai đứa con của dì, đứa con trai lớn là Vĩnh Ân, đứa con gái nhỏ tên Vĩnh Xuân, tính ra đều là em cùng cha khác mẹ của Vĩnh Thái chồng cô. Hai đứa nhỏ đều lấy họ Bạch của ông Hội Đồng. Thế nhưng chúng tuy là con của ông Hội, nhưng ăn mặc lại chẳng khác gì con đám tá điền tá thổ nhà nghèo. Mặt mày lúc nào cũng tèm lem, khiến Tịnh Hân nhìn thôi cũng thấy tội nghiệp. Dì Tám biết Tịnh Hân tốt với má con mình nên rất kính trọng cô. Suy cho cùng, trong cái nhà này dường như cũng chỉ có cô này là đối xử tốt với má con họ như một con người đúng nghĩa. Tịnh Hân lén cho bạc đi học, lại mua cặp sách mới cho tụi nhỏ. Vĩnh Thái biết cũng có càng nhàn vợ vài tiếng. Cậu vốn không thích má con dì Tám, bởi cậu luôn cho rằng má cậu đau buồn rồi mang bệnh mất sớm, một phần cũng do sự trai gái tàn tiệu của cha cậu với dì Tám gây ra. Từ ngày bà Hội mất, Vĩnh Thái ghét bỏ má con dì Tám ra mặt, cũng bớt kính trọng ông Hội Đồng hơn trước. Đối với hai đứa nhỏ, cậu cũng không yêu thương gì mấy. Cứ hễ thấy tụi nó càng ràng trước mặt là cậu đánh chửi. Riết rồi hai đứa nhỏ thấy cậu là sợ xanh mặt, tránh càng xa càng tốt. Mở để đó tôi làm cho. Con bé Vĩnh Xuân mặc bộ đồ vải cũ mỏng tang, từ ngoài giường hớt hải chạy vào. Không để ý đã dấp phải bột cửa té ngã nhào. Nó đập mũi đau điếng rồi khóc ré lên. Dì Tám vội buông củi bếp chạy lại đỡ con mình. Máu mũi nó chảy ra, dập một mảng đỏ giữa má. Tịnh Hân vội đỡ đầu con bé ngước lên trời, rồi bế nó đặt lên tấm phản cây. Dì lên nhà trên, mở tủ thờ, lấy gói thuốc rê xuống cho tôi. Dì Tám mặc dù sợ ông Hội la, nhưng thấy con chảy máu, đành phải làm liều chạy đi lấy theo lời của cô. Tịnh Hân lấy một ít thuốc nhét vào lỗ mũi của con nhỏ, rồi đặt nó nằm im xuống phản. Chừng một hồi sau, mới lấy khăn thấm nước lau mặt mày cho nó. Lát nữa gần đi ngủ, dì lấy củ gừng tươi nướng sơ qua, rồi đưa cho nó lăn lên mũi. Cách này làm ấm xoang mũi, giúp máu không chảy nữa. Chút nữa dì lên phòng tôi lấy lọ thuốc, bôi lên vết bầm trên má, chứ để lại thẹo là xấu lắm. Cảm ơn mợ. Vĩnh Xuân té bị đau, nên con nhỏ sợ. Nắm chặt lấy ống tay áo vải của dì Tám, Tịnh Hân xoa đầu nó, dịu dàng nói. Sau này em không có được chạy nhảy như vậy nữa nha hôn. Dạ, em biết rồi thưa mợ. Gì mà mợ, gọi là chị mới đúng. Vĩnh Xuân thấy Tịnh Hân dịu dàng với nó thì nhoẻn miệng cười để lộ ra hàm răng súng mất mấy cái. Dạ chị. Dì Tám sợ hãi xua tay. Thưa, không được đâu mợ, cậu biết cậu đánh chết. Gọi đúng mà đánh gì, tính ra thì con bé cũng là em út của tôi mà. Tôi biết dì khổ tâm lắm, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Nếu dì cứ chịu đựng nhẫn nhịn như vậy mãi, thì sau này con của dì chỉ khổ hơn mà thôi. Tôi
tôi biết rồi. Từ cửa sau bếp, Vĩnh Ân vừa mới đi học về, nó được mặc bộ đồ vải mới hơn bộ đồ của em gái một chút. Má ơi, con đi học mới về. Nó chợt khựng lại, nụ cười trên môi cũng tắt hẳn khi thấy Tịnh Hân ngồi ở đó. Thưa mợ, con mới về. Tịnh Hân ngoắc tay gọi nó lại, lấy ra trong túi 2 viên kẹo đường cho nó. Hôm nay thầy dạy môn gì, kể cho chị nghe với. Vĩnh Xuân 10 tuổi sợ sệt, vội nép sang một bên nhìn má nó. Thấy dì Tám gật đầu, nó mới dám lại gần Tịnh Hân, đưa tay ra nhận kẹo. Ánh mắt nó nhìn Tịnh Hân đầy cảm khái. Con cảm ơn. Tịnh Hân lườm yêu nó nhắc nhở, không cho gọi mình bằng mợ. Em cảm ơn chị, nói lại nào. Dạ, em cảm ơn chị. Vĩnh Ân cười toe toét, nó càng nhìn càng thấy thích người chị gái xinh đẹp này, cũng không biết nên gọi chị hay gọi mợ. Gọi chị thì má nó không cho, gọi mợ thì mợ lại không chịu. Nó mới 10 tuổi, nhưng má nó nói gì nó đều hiểu và chịu khó ghi nhớ hết. Má nói, mặc dù chị Hân cho phép, nhưng hễ lúc có mặt ông với cậu thì không được gọi như vậy, phải xưng hô cho phải phép. Vĩnh Ân nhớ rất rõ lời má dặn, tuy nó có cha nhưng lại không bao giờ được thừa nhận. Có anh nhưng không dám lại gần, nó chỉ có má và em gái là thân thuộc. Vĩnh Ân thừa hưởng nét đẹp từ ông hội đồng Bạch, lung còn trai tráng. Dần trán cao mà rộng, mắt nó đen tròn lại có ánh nhìn tinh anh. Trời sinh sẽ là một bậc tài nhân nếu được bồi dưỡng tốt. Vĩnh Ân vốn đi học trễ, nên 10 tuổi mà nó mới học lớp 3. Tuy vậy mà thầy nói nó học rất khá, học gì nhớ đó, rất có tố chất. Từ khi Tịnh Hân về, buổi tối khi cô rảnh rỗi đều sẽ dạy thêm cho anh em nó, nên hai đứa ngày càng thích người chị dâu xinh đẹp này. Nội tâm của đứa trẻ thiếu thốn tình thương, Vĩnh Ân cảm thấy sẽ thật tốt nếu trong nhà ai cũng thương yêu mấy má con nó như vậy. Nó ước gì Tịnh Hân là chị ruột của nó. Ngoài lúc đi học, nó sẽ phải giúp má làm việc nhà. Lúc trước còn có chị Lành, nhưng từ ngày chị Lành bị đuổi đi vì tội ăn cắp, thì nhà chỉ còn má con nó làm việc. Má nó đầu tắt mặt tối từ sáng sớm, gà trong chuồng chưa gáy là má nó đã phải thức dậy làm việc rồi. Đêm đến vừa ngã lưng dỗ cho em nó ngủ thì đã bị ông gọi đi lên phòng hầu ông ngủ. Gần sáng mới xuống, nó nằm giả giờ ngủ nên nó biết hết. Bởi vậy nó không thích ông chút nào, cũng không muốn nhận người đó làm cha. Ê mày, ra cho con gà đá của tao ăn. Thả cho nó đi chơi một chút, xong rồi nhốt lại vô bội nghe không? Vĩnh Thái cầm một chén thóc đã mọc mầm đưa cho Vĩnh Ân, rồi sai nó đi mần việc. Dì Tám thấy vậy thì vội đỡ lấy chén thóc. Cậu để tôi làm cho. Vĩnh Thái chỉ vào đứa em trai cùng cha khác mẹ với mình, nói rằng: tôi sai nó chứ không sai gì. Sau nhiều lần bị vợ cằn nhằn, cậu cuối cùng cũng gọi dì Tám bằng tiếng dì, nhưng giọng điệu rất miễn cưỡng, vẫn hằn học khó chịu. Tịnh Hân ngồi bên cạnh, thấy nghe chồng cọc cằn như vậy thì khều khều tay cậu, nói: thằng nhỏ mới đi học về, để cho nó nghỉ một chút rồi đi cho gà ăn cũng được mà. Dì lo dọn cơm đi. Vĩnh Thái nhìn vợ, nhưng bị cô lườm mắt lại thì nín bạc, đành xuống nước, nhưng vẫn trợn mắt nhìn Vĩnh Ân mà nói: lát nữa nhớ cho con gà tao ăn đó. Nó mà bị gì tao đập què giò mày đó biết chưa. Mình. Tịnh Hân chật lưỡi, rồi kiếm chuyện kéo áo cậu lôi đi, tránh cho cậu ở đó lại dở thối hàng học ăn hiếp hai đứa nhỏ. Dì Tám dọn cơm trưa cho cả nhà rồi rút xuống bếp, ba má con ăn riêng. Tịnh Hân liếc nhìn cha chồng, ngẫm nghĩ sao trên đời này lại tồn tại những người có lòng dạ sắt đá như vậy. Dù muốn dù không, bọn trẻ cũng là máu mủ của ông, sao lại phân biệt đối xử như vậy? Không nuôi thì thôi, đã nuôi thì phải nuôi cho tử tế. Lại nói đến dì Tám tội nghiệp, lúc hứng tình thì lôi con gái người ta ra thỏa mãn, đến khi xong việc thì lại dửng dưng như chưa hề có chuyện gì.
Cái thối này nghĩ làm sao cũng không ưa cho được. Song nghĩ vậy, nhưng cô không dám tỏ thái độ ra ngoài. Dù gì, ông cũng là cha chồng của mình. Đã mấy lần, Tịnh Hân muốn xin cho mấy mẹ con lên ăn chung, nhưng Vĩnh Thái luôn thẳng thừng từ chối. Cậu nói, cha ông có thương yêu gì cái đám đó mà em xin xỏ, uổng công vô ích thôi. Tịnh Hân khó hiểu hỏi, không thương sao lại để sinh ra, lại còn nuôi trong nhà, em không tin đâu. Vĩnh Thái bật cười, nét cười cố ý trào phúng chính cha ruột của mình. Cậu kể, ngày đó, Cành Lung má về ngoại đám dỗ, đêm đó cha ông ở nhà đè bà ta ra hiếp. Chừng té ra thì có bầu 3 tháng. Ông ngoại bắt ép bỏ cái thai, rồi đuổi bà đi, nhưng má không chịu. Nói làm như vậy thì thất đức lắm, nhất quyết giữ má con họ ở lại nuôi. Lúc đó cha nói sao? Ông nói chỉ là do say quá, nhìn nhầm bà ta thành má, cũng hứa sẽ không như vậy nữa. Rồi sao nữa? Sao là sao? Chứng nào trật nấy chứ sao? Mấy năm lại lòi ra con nhỏ nhỏ, má cũng u uất rồi sinh tâm bệnh. Mất ngay sau khi biết tin bà có bầu lần thứ 3, xui khiến sao cái thai sinh non thiếu tháng nên không giữ được. Chứ nếu không có tận 3 đứa chứ không phải 2 đứa như bây giờ đâu. Xế chiều, Vĩnh Thái ra sau định xem con gà quý của mình đem đi dạo trong xóm chơi. Ra đến sân sau thì cậu chỉ thấy cái bội trống trơn. Con gà của cậu mất dạng, cậu bực bội gọi lớn. Thằng Ân đâu? Ra đây tao biểu! Vĩnh Ân ngồi ngay cối xay gạo, nghe anh trai hét tên mình thì run rẩy chạy ra. Vừa nhìn thấy nó, cậu đã tát mạnh nó một cái. Con gà tao đâu? Hồi trưa tao dặn mày cho nó ăn rồi nhốt lại mà. Thưa cậu, con nhốt lại rồi mà. Cậu lại thô bạo, nắm đầu nó lôi lại gần cái bội, gằn lên. Mày nhìn cháu kỹ đi, nhốt rồi á, vậy nó đâu? Con không biết. Đồ vô dụng, có chút xíu chuyện làm cũng không xong. Má con mày đúng là một lũ ăn hại mà. Vĩnh Thái tức giận vì mất con gà cưng, cậu thẳng chân đạp thằng nhỏ 10 tuổi té ngã nhào xuống đất. Vừa hay nhìn thấy bó dây lạc, cậu cầm lên rồi quất tới tấp vô người nó, miệng vẫn lầu bầu chửi. Từ đây tới chiều, mày phải kiếm cho được con gà của tao. Nếu không á, mày biến khỏi nhà luôn, biết chưa hả? Biết chưa hả? Biết chưa? Vĩnh Ân nằm con người chịu đòn của anh trai. Nó khóc tức tưởi vì oan ức. Tay chân mặt mày nó rớm máu sưng dù vì lát cưới vào da thịt. Dì Tám nghe ồn ào thì chạy ra. Thấy con mình bị đánh đau đớn thì chạy lại ôm lấy con, đưa thân mình ra đỡ, miệng liên tục cầu xin. Cậu tha cho nó, nó còn nhỏ dại. Cậu có đánh, xin cậu đánh tôi đi. Dì tránh ra, để tôi dạy nó. Dì còn cản trở, tôi đánh nó chết thì đừng có trách tôi ác. Dì Tám nghe vậy run lẩy bẩy, mặt mày tái nhợt. Dì nhìn Vĩnh Ân nằm thoi thóp thì nhói lòng. Có nỗi đau nào hơn khi người mẹ chứng kiến con mình bị đánh tàn nhẫn như vậy? Tôi xin cậu tha cho nó đi mà cậu. Tôi nói bà tránh ra. Vĩnh Thái lại càng giận hơn khi hôm nay má con này lại dám cãi lời mình. Cậu dung mạnh bó lát thêm mấy cái lên người hai má con. Dì Tám vẫn ôm lấy người Vĩnh Ân. Hai má con người chịu đựng, khóc không thành tiếng. Tịnh Hân đang ngồi tán thuốc trên bàn cạnh cửa sổ thì nghe tiếng khóc thút thích của con bé Vĩnh Xuân. Nó vừa khóc nấc, vừa thuật lại chuyện má giấy anh nó bị cậu Thái đánh. Nó sợ nên chạy đi cầu cứu mợ Hân. Nó không dám vào phòng nên chạy lại cửa sổ. May sao lúc đó Tịnh Hân ngồi ngay đó. Trời cũng còn thương má con nó chút đỉnh. Nhờ vậy cô mới lật đật chạy ra can chồng. Chỉ sợ trễ một chút cậu sẽ đánh người ta chết mất. Dừng tay lại đi! Cô đi nhanh lại, giữ lấy cánh tay đang cầm bó lát của chồng. Vĩnh Thái thấy thái độ khó chịu ra mặt của vợ thì mới chịu dừng tay. Cậu ném mạnh bó lát xuống rồi đi lên nhà trên, vẫn không quên lườm lườm mắt nhìn hai má con dì Tám. Tịnh Hân đỡ dì Tám ngồi dậy, dựa vào bậc thềm rồi mới ẵm Vĩnh Ân cho nó nằm lên nền gạch tàu. Nhìn mặt mày nó hàng lên những vết làn ngang dọc rơm rớm máu tươi, nước mắt nước mũi chảy trèm lem, mặt mày đỏ ké thì cô thương cảm trong lòng. Cô để dì Tám đưa nó về tấm phản trong bếp nằm.
còn mình thì đi về phòng lấy thuốc bôi cho nó. Vĩnh Thái thấy vợ lục lọi hộp thuốc, câu mày nói: Em khéo lo chuyện tào lao không? Tịnh Hân cũng nhíu mày, cô đáp: Em là thầy thuốc, thấy người bị thương thì trị cho họ là tào lao à? Còn mình thì sao? Đánh đàn bà yếu ớt với đứa con nít như vậy thì hay lắm sao? Nó làm sai, tôi dạy nó cũng không được hả? Từ lúc nào em lại bên má con nó chầm chập như vậy rồi? Tịnh Hân lắc đầu. Dạy dỗ cũng có nhiều cách mà. Nếu lúc nãy em ra không kịp, có phải mình định sẽ đánh chết một trong hai má con mình mới ưng bụng đúng không? Vĩnh Thái nhất thời không cãi được. Quả thật, lúc nãy cậu không kiểm soát được cơn giận dữ của mình. Để vợ thấy một mặt này của cậu đúng là không hay cho lắm. Tịnh Hân lại nói tiếp: Em không muốn thấy mình giống loại người tàn nhẫn như vậy đâu. Em là thầy thuốc, cả đời chỉ mong muốn cứu người thôi. Còn mình thì chỉ muốn đánh người giết người. Em thấy em với mình quá dội dàng rồi. Em muốn suy nghĩ lại chuyện của hai đứa mình. Vĩnh Thái đứng bật dậy, vội kéo tay vợ. Em điên rồi hả? Nói tầm bậy tầm bạ gì vậy? Tịnh Hân giằng khỏi tay chồng. Em không có nói bậy đâu. Nếu mình còn nặng tay với người khác như vậy nữa thì... Vĩnh Thái ngắt ngang lời vợ. Ở nhà tôi là gia chủ, ra đường là kẻ làm ăn. Người ăn kẻ ở trong nhà còn không dạy được thì thiên hạ coi tôi ra gì? Tịnh Hân nén tiếng thở dài, bất mãn nói: Đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Em với mình không cùng chí hướng, không thể nào mà ăn đời ở kiếp với nhau được đâu. Nói rồi, cô cầm mấy miếng cao dán với lọ thuốc bỏ đi khỏi phòng. Tịnh Hân mang thuốc đến cho má con dì Tám, đáy lòng có chút chua xót thay cho thân phận bèo bọt của họ. Thuốc hết, dì cứ nói với tôi cho cái khác mà sức, đừng có dại mà chịu đựng nghe không? Dì Tám mặc dù đau, nhưng vẫn phải đi làm việc. Tịnh Hân lăn sang phụ giúp, khiến dì cảm thấy đỡ tủi thân hơn hẳn. Hóa ra trong căn nhà này vẫn còn tồn tại thứ gọi là tình người. Vĩnh Thái lúc trưa nghe vợ nói mấy lời như vậy thì sợ. Cậu cũng không biết sao, lúc đó bản thân lại tức giận. Con gà quý thật đó, nhưng lỡ mất thì thôi, chứ đánh chết thằng nhỏ thì cũng hơi quá tay. Chính cậu cũng không biết là bản thân đang mang trong mình dòng máu ác lạnh lãnh khốc của ông hội đồng Bạch. Khi bình thường thì hòa nhã lịch thiệp, nhưng một khi giận lên thì chuyện gì cũng dám làm. Đợi đến lúc cô về phòng mới khẽ gọi: Em. Biết vợ còn đang giận mình nên cậu nhẹ giọng, thái độ biết lỗi, nắm lấy tay áo của cô. Xin lỗi mà. Mình có lỗi gì với em đâu mà xin. Mình đánh thằng nhỏ muốn chết, có xin lỗi thì xin lỗi nó, chứ xin lỗi em làm gì. Thôi mà mình, sau này tôi hứa sẽ không như vậy nữa. Có quỷ mới tin mình. Hôm sau, Tịnh Hân ra giường hái hoa bưởi phơi khô, tình cờ thấy mấy bẹ nha đam nên cắt vào đắp lên làm mát mấy vết roi cho Vĩnh Ân. Thằng nhỏ bị đánh, mặt mày sưng húp, phải mấy ngày trời mới hết được. Ngày nắng đêm mưa, từ chập choạng tối đã bắt đầu có dấu hiệu mưa. Bầu trời đen kịch thành một mảng, mấy khóm hoa diên vĩ, hoa huệ, hoa sứ tây của Tịnh Hân trồng bị nước mưa hất mạnh nên ngã nghiêng, cánh hoa bị dập, te tua tan nát hết trơn. Vĩnh Thái tắm xong vừa lau khô tóc, vừa mở cửa phòng đi vào. Thấy Tịnh Hân ngồi trước gương gỡ tóc thì nhịn không được, cúi xuống hôn vào gáy vợ một cái. Tịnh Hân nhột, khẽ run người lách né qua. Cô lườm yêu một cái, rồi mở lọ thủy tinh nhỏ, lấy ra một viên thuốc bỏ vào miệng, uống một ngụm nước cho thuốc trôi xuống.
đó là hỗn hợp của các nguyên liệu lá dâu tằm, vần đen với mật ong. Đầu tiên rửa sạch lá dâu tằm rồi cắt bỏ gân lá. Tiếp đó đem phơi dưới ánh nắng cho đến khi lá khô thì nghiền nhỏ lá bằng cối đá cho đến khi thành bột. Giã vần đen với nước rồi trộn với mật ong trên bếp lửa liu riu cho đến khi sệt lại. Cô trộn hỗn hợp đó lại với nhau và do tròn thành viên nhỏ. Mỗi ngày uống 2 viên vào buổi sáng và tối, không chỉ giúp da mịn, trắng mà còn căng tràn sức sống. Tịnh Hân là thầy thuốc nên cô luôn dưỡng sắc từ bên trong bằng những dược liệu từ cây cỏ thiên nhiên. Nhờ vậy mà da dẻ cô mịn màng trắng sáng. Vợ tôi đẹp quá xá đẹp. Bằng một câu ngọt xớt, với tay kéo cô lại xuống giường. Cậu đi công việc mấy ngày xa vợ chịu không nổi, giờ nhìn vợ đẹp đẽ thơm tho như vậy, làm sao kìm lòng đặng. Đôi vợ chồng trẻ lại quấn quýt lấy nhau mặt trời đớt. Bên ngoài trời mưa lác rác cũng không hay biết, cánh cửa sổ đóng hờ còn hở một khe nhỏ sâu song sát. Vĩnh Ân đang học bài, nghe trời đổ mưa, lật đật chạy ra sân ôm củ vô thay má nó. Cái sân bên hông nhà dùng để cối xay gạo, xào phơi đồ với phơi củi khô. Nó lấy tấm lá dừa lợp che lên cối xay gạo, rồi mới lom khom ôm mớ củi để vào kho. Phòng của vợ chồng Vĩnh Thái lại sát ngay sân hông. Vĩnh Ân ngày thường có cho bạc, nó cũng không dám lại gần, huống hồ chi là nhìn vô phòng của anh chị. Nhưng hôm nay nó đang lui cui lượm củi thì nghe tiếng thở gấp của ai đó, lại có tiếng cọt kẹt vang lên đều đều. Vĩnh Ân nhất thời nổi hứng tò mò, nó lại sợ gã đàn ông kia sẽ đánh chị Hân của nó. Như ma xui quỷ khiến, nó làm ghen nhón chân đưa mắt nhìn qua khe hở cửa sổ. Đập vào mắt nó là hình ảnh anh Thái cởi trần đang nằm đè lên người của chị Hân. Thân thể rắn chắc cứ liên tiếp nhấp nhô, chốc chốc lại cúi xuống hôn, dùi mặt vào cổ chị Hân một cái, rồi lại tiếp tục hì hục. Ở góc này, nhìn qua chiếc gương đồng đỏ, Vĩnh Ân thấy trọn vẹn bầu ngực của chị Hân lấp ló sau lớp áo lá trắng mỏng manh. Tóc tai Tịnh Hân xõa xuống gần sát đất, gương mặt với hàng chân mày thanh mảnh đang nhíu lại. Cắn môi như cố nén âm thanh ư ử phát ra từ trong cổ họng. Bất ngờ, Vĩnh Thái bế sóc người Tịnh Hân đặt vợ ngồi lên đùi mình. Nó lại được thay bờ vai nhỏ cùng tấm lưng trần nụt nà ướt đẫm mồ hôi của chị dâu. Tịnh Hân xoay người nằm về hướng cửa sổ, mắt nhắm hờ. Hai bầu ngực vừa hay dồn lại căng tròn, nhấp nhô theo từng nhịp thở. Hai cái chớp hồng hồng ấy càng rõ ràng hơn sau lớp áo lá bằng vải mỏng. Vĩnh Ân đứng sau khe cửa nhìn chị dâu chậm rãi mặc lại áo ngoài. Cổ tay nhỏ xíu, tóc dài xõa xuống như một dòng suối mát lạnh. Ánh đèn nghiêng nghiêng, bóng Tịnh Hân in lên vách. Hai má cô như nổi một rặng mây hồng. Hương thảo mộc tỏa ra bốn phía, hòa vào những làn hơi nước mát lạnh của cơn mưa đêm. Nhìn rất lâu, vẫn cảm thấy dạng vật trên thế gian thu gọn lại tư thái lúc này là dáng vẻ đẹp nhất. Không cần lai tạo bất cứ hình gì, khiến cho cả hai anh em, Vĩnh Thái trên giường, Vĩnh Ân bên ngoài đều ngẩn ngơ. Rất nhiều năm sau này, trí óc non nớt của Vĩnh Ân vẫn không thể nào quên được cái hình ảnh xuân sắc đêm đó. Vĩnh Ân đứng hình ngay ngóc qua khe hở cửa sổ, tận cho đến khi cuộc mây mưa của vợ chồng anh trai tàn cuộc, nó mới sực nhớ đến mớ củi đã bị mưa ướt sạch. Một bàn tay thô ráp bất ngờ luồn đến bịt miệng nó rồi kéo đi. Vĩnh Ân giật mình sợ hãi vùng vẫy, cho đến khi vào tấm phản trong bếp mới buông nó ra. Dì Tám đánh mạnh vào vai nó một cái, vừa la. Hư quá! Hôm nay còn dám nhìn phòng của cậu mở nữa, muốn ăn đòn đúng không? Bị đánh đừng có khóc la đó. Vĩnh Ân biết mình sai nên cúi mặt lắp bắp. Con xin lỗi má. Dì Tám thấy vậy cũng không nỡ đánh chửi con mình nữa. Mày mốt má cấm tuyệt, phận của má con mình là ở dưới này. Con lén phé lên nhà trên bị đánh đau lắm đấy.
Vĩnh Ân tuy còn nhỏ, nhưng nó ghét cái cách nói và lối suy nghĩ hèn mọn như vậy của má nó. Vĩnh Ân lớn hơn một chút, cũng hiểu chuyện hơn một chút. Nó nghĩ anh Thái là con của ông Hội, mà nó cũng là con của ông. Vậy cớ gì anh ấy được nệm ấm chăn êm, mặc quần áo tốt, còn anh em nó thì bị coi như cùi hủi, bộ đồ mới cũng không có mà mặc. Có điều nó không hiểu nỗi khổ tâm của má nó, cũng không biết anh em nó giống chỉ là những vật sinh lên vô tội, vô tình được sinh ra bởi những đêm lỡ làng của người lớn. Nó là con nhà họ Bạch, nhưng lại không được đối xử đúng như một người con của chủ cả. Gọi nó là trẻ mồ côi cũng không đúng, vì nó là máu mủ của ông hội đồng. Nó không đen cũng không đủ trắng, coi cha nhưng cũng không khác gì trẻ mồ côi. Cứ như vậy, anh em nó lớn lên trong sự ghẻ lạnh của người nhà họ Bạch. Thứ an ủi duy nhất đối với Vĩnh Ân chính là sự bao bọc của má, sự yêu thương thầm lặng và lén lút của Tịnh Hân. Chiều lòng vợ, Vĩnh Thái cho cô mở một hiệu thuốc ở ngay trước nhà mặt tiền lộ dây thép. Cậu cất một cái nhà gỗ mới, kêu thợ lại đóng cái bàn để ngồi xem mạch, có tấm màn che ngăn lại. Cặp bên vách là mấy tủ cây với nhiều hộc tủ để đựng các vị thuốc. Phía trước có kê hai cái băng ghế dài để người bệnh ngồi chờ. Bảng hiệu lớn đề mấy chữ Bạch Gia Đường. Tịnh Hân có vốn nhà chồng nhiều, nên cô nhờ các thương buôn bên tàu mua giúp nhiều vị thuốc quý. Một phần để chữa bệnh cho mọi người, phần khác để thỏa mãn niềm đam mê bất tận của mình với những dược liệu mà thiên nhiên ưu ái dành tặng cho con người. Thời gian đầu, nhà thuốc của Tịnh Hân khá vắng vẻ, vì nhà ông hội đồng thì dân mấy ai mà dám bén mảng đến, nói chi là xem bệnh. Tịnh Hân phải chịu khó vác hộp gỗ đi đến tận nhà coi mạch, rồi hốt thuốc. Sự gần gũi cùng nhiệt tình phát ra trong tâm của cô dần dà lấy được lòng tin của mọi người. Dân xung quanh đó cũng tin tưởng, nên cứ hễ con cái ho hay sốt gì lại đem đến cho mợ hai chữa. Ngạc nổi, họ nghèo quá, lại thất mùa không có bạc trả. Tịnh Hân cũng không nề hà gì, cô làm phước không lấy bạc, cho thuốc uống chừng nào dứt bệnh mới thôi. Bởi vậy họ kính trọng cô lung lắm, hễ bắt được vật chi ngon như con cá, con gà cũng đem đến biếu cho. Dần dần danh tiếng Tịnh Hân mở hai nhà hội đồng Bạch gắn liền với mấy chữ lương y như từ mẫu. Dì Tám vẫn như một cái bóng lặng lẽ, ngày qua ngày sống và hầu hạ nhà họ Bạch mà không dám mong một chút danh phận gì. Tịnh Hân có ý muốn cho con bé Vĩnh Xuân theo mình phụ việc, rồi sẽ từ từ dạy cho nó coi mạch hốt thuốc, cũng xem như bồi dưỡng cho từ nhỏ, để sau này có cái nghề mà nuôi thân. Tôi sợ nó còn nhỏ quá, hay là mở dạy cho Vĩnh Ân có được không? Tịnh Hân mỉm cười, lắc đầu giải thích. Tôi ngó thấy Vĩnh Ân trán cao rộng, lại có phục tê từ đỉnh đầu xuống sống mũi, nếu được học hành tử tế, tương lai không làm ông này bà nọ, không chức sắc cũng quyền thế. Theo tôi học nghề y thì uổng phí một tài năng quá. Dì Tám nghe mợ hai khen con mình như vậy cũng mừng thầm trong lòng, nhưng lại mang thêm mấy phần rầu rĩ. Thưa, tôi không mong nó được làm ông này bà nọ, chỉ mong nó sống làm người tử tế mà thôi. Tánh khí Vĩnh Ân ưa náo nhiệt, Vĩnh Xuân thì ngược lại tâm bình ổn, tánh tịnh đạm mạc hơn rất nhiều. Con bé rất có tố chất, chịu khó theo tôi học thì sẽ giúp ích cho đời rất nhiều. Tôi đội ơn mợ nhiều lắm. Dì Tám rưng rưng nước mắt, nhìn Tịnh Hân đầy cảm phục. Người con gái này nhiều năm nay vẫn như vậy, quan tâm lo lắng cho má con dì. Chính cha ruột của tụi nó còn không quan tâm đến tương lai của con mình. Ấy vậy mà mợ hai trẻ tuổi lương thiện này lại tính toán một tương lai tốt đẹp cho tụi nó. Dì Tám nguyện làm trâu làm ngựa cho mợ hai đến hơi thở cuối cùng.
Chớp mắt đã 6 năm trôi qua, Tịnh Hơn sinh được một mụn con gái bụ bẫm, mặt nó ngộ nghĩnh, y hệt như má nó. Khỏi phải nói, Vĩnh Thái cưng như trứng, đặt con tên Thu, lót chữ Vĩnh, họ Bạch giống mình. Vĩnh Xuân năm nay vừa bước qua tuổi 11, biết đọc biết viết, đã có thể phân biệt các vị thuốc mà bóc theo toa Tịnh Hơn kê ra. Buổi sáng, con nhỏ đi học ở trường làng, buổi trưa sẽ giữ em Vĩnh Thu cho mợ hai nghỉ ngơi. Buổi chiều ra trước nhà thuốc phụ việc, Tịnh Hơn tập cho con nhỏ sống rất có nề nếp. Từ sinh hoạt cho đến bộ đứng dáng đi, đều đoan trang nhã nhặn, ăn nói cũng phải nhỏ nhẹ. Cô bác nó làm việc gì cũng phải từ tốn kỹ lưỡng, không được bột chột hấp tấp. Cô nói như vậy mới có thể trở thành một lương y giỏi. Vĩnh Xuân đều nhớ rất kỹ những lời chị Hơn dạy. Đến tận bây giờ, nó vẫn duy trì thói quen gọi chị khi không có mặt cậu Thái với ông nội. Nó cũng thích gọi Tịnh Hơn là chị hơn là mợ. Vĩnh Ân thì 16 tuổi, không phụ lòng mọi người, nó là học trò giỏi nhất ở cái làng này. Có điều, năm nay nó mới ngồi lớp nhất, bị vô học trễ hết một năm so với bạn đồng trang lứa. Chủ nhật nào, nó cũng tranh thủ về thăm má với em. Nó đi học mỗi tuần, dì Tám cho nó được hai cát ăn bánh. Còn bạc học với ăn cơm nhà thầy giáo thì Tịnh Hơn đã đóng sẵn cho nó rồi. Ông hội đồng Bạch tuy khó tánh, nhưng lại ít để ý chuyện vặt trong nhà. Từ ngày có Tịnh Hơn về, ông giao hết chuyện trong ngoài cho con dâu coi sóc. Nhờ vậy mà anh em Vĩnh Ân mới được đi học. Ông thích đi coi hát, đi hội ở đình làng chợ huyện hơn là ở nhà. Buổi chiều nọ, Vĩnh Ân mặc cái áo sơ mi trắng đã ngả màu cháo lòng, quần vải đen, đương ngồi lôi cui gom mấy xào thuốc phơi ngoài sân vào. Mặt nó chù ụ một đống. Tịnh Hơn bế con từ trong đi ra, thấy vậy thì buồn cười hỏi. Em gom kiểu gì á mà Trần Bì với Đinh Lăng lẫn lộn với nhau hết rồi kìa. Vĩnh Ân giật mình nhìn xuống, nó lơ đãng kiểu gì mà ụp hai xào đó lại với nhau hồi nào không hay. Nó gãi gãi đầu. Em xin lỗi. Tịnh Hơn vẫn nói với chất giọng dịu dàng trời ban. Không sao, có chuyện gì á mà đầu óc em cứ lơ đãng như trên mây vậy hả? Tương tư cô nào rồi phải không? Cô thuận miệng trêu chọc thằng em nhỏ một câu. Vĩnh Ân khờ khạo ngỡ là thật, mặt mày đỏ ửng vì ngượng, vội xua tay. Không có. Thì không, có thì nói chứ gì đâu mà ngại, năm nay cũng lớn bổn rồi. Vĩnh Ân nhìn chị Hân, so với cái ngày đầu tiên chị bước chân về đây đã mấy năm trôi qua, gần như không có một chút nào là thay đổi, vẫn xinh đẹp như tiên tử. Cái nét đẹp ấy sau khi sinh một mặt con dường như lại đậm đà, vốn đã cốt khí lại được bồi thêm mấy phần trần tột. Đại khái nếu nó có thích cũng sẽ tìm một người giống như vậy để thích, nhưng có vẻ khó quá. Làm gì có ai được như chị Hân đối xử tốt với má con nó như vậy, mà cứ cho là có đi nữa thì cũng không đến lượt nó tư tưởng. Có chuyện gì đúng không, hay là đi học bị thầy phạt rồi? Thưa, không phải. Vậy chứ sao, nói mau. Tịnh Hân nhìn điệu bộ của nó đã lờ mờ đoán được nó đang có chuyện rầu lo trong lòng nên mới ủ rũ như vậy. Cô gặn hỏi cho bằng được. Bày đặt giấu giấu giếm giếm, ai dạy em cái thói đó vậy hả? Giờ có chịu nói hay chưa? Đối với thái độ nghiêm khắc này, Vĩnh Ân từ bé đến giờ vẫn có nỗi sợ vô hình. Nhưng nỗi sợ này, nó biết là chị Hân chỉ có ý tốt với nó. Khác với nỗi sợ từ ông nội hay cậu Thái mang đến, nó biết không thể giấu nên dè dặt nói. Thầy nói cuối năm em được đi thi. Tịnh Hân mắc bế con mỏi tay nên Vĩnh Ân nó hớt mà bồng em cho chị rảnh tay. Vĩnh Thu cũng ngoan ngoãn để cho chú mình bế. Nó đưa bàn tay nhỏ xíu chọt chọt vào mũi chọc chú rồi nhoẻn miệng cười chúng chím. Vậy là em phải mừng mới đúng, chớ rầu rĩ giống gì. Ráng mà học giỏi, đặng thi đậu nha hôn. Quan đốc biểu phải nộp giấy khai sanh mới cho em đi thi. Vậy chớ giấy khai sanh của em đâu? Thưa, làm gì có ạ? Té ra từ lúc sanh đến giờ em không có luôn hả? Vĩnh Ân gật đầu.
ánh mắt nó lộ rõ nét buồn, vừa có nét lo. Tịnh Hân nhíu mày, chuyện này quả thật khó. Phải nói làm sao để cho ông hội đồng Bạch chịu làm đơn vô tòa mà xin lập khai sanh cho nó đây? Làm giấy khai sanh thời tay này là phải có người làm chứng. Không phải chỉ một người làm chứng mà cần tới ba người. Những người làm chứng này phải khai đầy đủ họ tên, chỗ ở, làm nghề gì và được viết rõ trong tờ giấy khai sanh. Theo như cô đã đi làm khai sanh cho con thì biết được thời pháp thuộc họ phân biệt rõ ràng và đối xử cũng rất khác nhau giữa con đẻ và con nuôi. Con hoang thì còn bị phân biệt đối xử kinh khủng hơn nữa. Có thể xuất phát từ cách đối xử như thế, chăng để chống gian lận, đề phòng nhỡ có cô nào không chữa mà nhét gối vào bụng mấy tháng, rồi sau đó đi xin trẻ sơ sinh về nuôi rồi nói là con đẻ. Thời này, dân người ta thường gọi là con đỏ. Con nuôi là con nuôi, con đẻ là con đẻ, không có chuyện lập lờ. Tịnh Hân đương nhiên không muốn hai đứa em mình mang tiếng là con hoang hay con đỏ. Khi đi học sẽ bị bạn học trêu ghẹo, mà cô thì không thể đứng ra nhận bảo lãnh cho chúng được. Tịnh Hân nhất thời thương xót cho hai đứa nhỏ, rõ ràng là có cha, cha chúng nó còn sống sờ sờ trước mắt, vậy mà lại để con mình không khác gì con hoang như vậy. Từ đây đến cuối năm còn lâu mà, từ từ để chị tính, em cứ lo học cho đàng hoàng là được rồi. Vĩnh Ân nhìn chị dâu đầy cảm khái. Em cảm ơn chị. Tập truyện của ngày hôm nay đến đây đã hết rồi. Khôi xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã lắng nghe. Mong là những gì mà Khôi và tác giả mang đến sẽ giúp quý cô chú anh chị có những trải nghiệm thật ý nghĩa. Khôi mong được quý cô chú anh chị ủng hộ bằng cách like, share và đăng ký kênh ạ. Xin chúc cô chú anh chị ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.